cô dâu xinh đẹp này phải gả cho một tướng quân bị què chân, nhưng ngay buổi thành hôn, cô dâu lại hạ thuốc độc vào trong rượu dao bôi để đầu độc chú rể. Có điều Cố Thịnh Hàn lại yêu cầu cô uống trước, nếu không anh ta sẽ không uống. Đợi đã, Từ Dẫn vì để giết được Thịnh Hàn liền quyết đoán uống luôn ly rượu có độc này, nhưng điều khiến người khác không ngờ đến là Từ Dẫn lại dùng miệng đút rượu độc vào miệng Thịnh Hàn. Ngay lúc cô nghĩ rằng mình đã thành công thì chú rể bất chợt kéo cô về lại, dùng miệng để trả lại rượu độc, cứ thế hai người đã uống rượu độc. Rượu dao bôi của phu nhân quả nhiên là khác biệt. Lúc này em họ của Thịnh Hàn đột nhiên xông vào, nói từ nhỏ mình đã có hôn ước với anh họ nên cô nàng cũng nằng nặc đòi uống rượu dao bôi, ai ngờ Thịnh Hàn lại đồng ý thật. Nhưng Từ Dẫn nhớ đến ly rượu đã bị mình hạ độc nên muốn tiến lên ngăn cản, có điều cô lại bị Thịnh Hàn kéo lại, em họ cứ thế mà vui vẻ uống hết ly rượu độc. Vì để khiến Nguyệt Hy nôn rượu độc trong bụng ra, Từ Dẫn đã phải đốt một tờ giấy hỉ bỏ vào bình rượu, sau đó bóp cằm của Nguyệt Hy để đổ thuốc giải vào miệng cô ấy. Nhưng Nguyệt Hy lại không biết chuyện đó nên còn cự cãi với Từ Dẫn. Điều này cũng khiến Nguyệt Hy nhìn thấy vết sẹo trên tay của Từ Dẫn. Vết sẹo này dừng lại, còn không mau đưa tiểu thư ra ngoài. Khi Thịnh Hàn về phòng, anh không những không bị trúng độc mà ngay cả chân cũng không bị tật nguyền. Đối với anh mà nói, chút độc này của Từ Dẫn chẳng là gì với anh ta cả. Thì ra Thịnh Hàn là đại tướng quân của Trấn Bắc Đại, còn Từ Dẫn vốn là con gái của tuyệt thế thần y. Một ngày nọ cô tận mắt nhìn thấy tướng quân tàn sát cả gia đình mình, ngay cả cha cô cũng chết thảm dưới tay anh ta, thậm chí chính bản thân mình cũng suýt bị hắn cắn chết. Một năm sau, Từ Dẫn xuất hiện ở phủ tể tướng với thân phận là nô tỳ. Vừa hay cô lại giống cô dâu tên Thanh Thanh. Thanh Thanh đang u sầu bởi vì hoàng thượng ban hôn cho cô với tướng quân phế chân, thế là Từ Dẫn đã chủ động thay Thanh Thanh gả cho Thịnh Hàn. Cô dùng nước thuốc để thay đổi khuôn mặt của mình, nhưng lúc dùng thuốc thì sẽ rất đau đớn. Vì để có thể trả thù cho cha, Từ Dẫn kìm nén cơn đau để dịch dung, khó khăn lắm cô mới gả cho Thịnh Hàn. Nhưng lần đầu tiên ám sát lại thất bại, không bỏ cuộc, Từ Dẫn lại tiêm độc vào trong cơ thể của mình. Chỉ cần cô và Thịnh Hàn động phòng thì độc dược sẽ lan đến cơ thể của anh ta. Nhưng mà Thịnh Hàn cũng chất chứa một suy nghĩ khác, anh đốt một nén trầm hương lên rồi bảo Từ Dẫn cởi đồ cho mình, anh cũng liền nhân cơ hội đó mà ôm lấy cô. Tướng quân à, chàng có ý gì đây? Trầm hương này thơm quá, nó có công dụng an thần, nàng cảm thấy thế nào? Tướng quân thích là được. Nhưng Từ Dẫn không biết là Thanh Thanh thật lại dị ứng với trầm hương, còn cô lại không hề có chuyện gì cả. Điểm này đã xác thực được sự suy đoán của Thịnh Hàn. Quả nhiên nàng không phải là Thanh Thanh, vì để có thể động phòng với chồng mà Từ Dẫn lại lén chạy đến hồ tắm của chồng. Ngay lúc cô đang nhìn hồ tắm với ánh mắt đầy nghi hoặc thì Thịnh Hàn bỗng nhiên ngoi lên từ mặt nước, anh ta kéo cô vào, anh cởi đồ của cô xuống rồi cắn cô. Thì ra trước khi độc tố trong người Thịnh Hàn phát tác, anh lại không thiết thân mình mà tự lấy dao đâm vào tay để không làm hại Từ Dẫn. Lúc này sau khi anh cắn Từ Dẫn xong thì bỗng nhiên nhớ về vị thầy thuốc mà anh đã thích 3 năm trước, sau đó anh đã khôi phục được thần trí, Từ Dẫn cũng vì nguyên nhân này mà hoảng sợ ngất xỉu. Sau khi cô tỉnh dậy thì lại nhớ về việc đã xảy ra vào tối qua, cô cứ luôn nghi ngờ có phải Thịnh Hàn đang giả què không. Còn Thịnh Hàn ngay từ đầu cũng không hiểu tại sao máu của Từ Dẫn có thể giải được độc tố trong người anh. Vì để xác thực suy nghĩ trong lòng, anh bèn đi thăm cô. Từ Dẫn cũng muốn kiểm chứng có phải Thịnh Hàn đang giả què không, nhưng Thịnh Hàn đã sớm hơn cô một bước, anh kéo cô ngồi lên chân của mình. Tướng quân à, ngài đang làm gì thế? Nàng hốt hoảng rồi sao? Sao có thể thế được? Thịnh Hàn thấy tai của Từ Dẫn đang động đậy thì liền nhớ đến nữ y mà anh thích lúc trước, mỗi lúc hốt hoảng thì tai cô ấy cũng cử động như vậy. Về cơ bản anh đã xác định được Từ Dẫn chính là nữ y mà anh thích lúc trước, nhưng điều không ngờ là Nguyệt Hy lại hoài nghi thân phận của Từ Dẫn. Cô ấy còn dẫn một bà cụ đến. Tôi chính là bà vú của Tư Thanh Thanh, tôi có thể chứng minh cô ta không phải là Tư Thanh Thanh. Nguyệt Hy lấy vết thẹo trên tay của Thanh Thanh ra làm bằng chứng để xác định thử cô có phải là Tư Thanh Thanh không. Bà vú cũng nói mình đã chăm sóc Thanh Thanh từ nhỏ đến lớn, da của Thanh Thanh mềm mịn như da em bé, nên trên người không có lấy một vết sẹo. Thịnh Hàn thì biết cô giả dạng thành Thanh Thanh nhưng vẫn giúp cô. Lời bà nói có phải đều là thật không? Nếu có một câu là giả thì cẩn thận cái đầu của bà đó. Dưới sự đáng sợ của Thịnh Hàn, bà vú liền nói một năm trước đã rời khỏi phủ tướng quân, nên cũng không biết trên người của Thanh Thanh hiện tại có vết sẹo hay không. Thịnh Hàn liền ra lệnh xử phạt bà vú. Dưới tình thế cấp bách, bà vú liền quỳ xuống chỗ của Nguyệt Hy và nói là do cô ta sai bảo. Ta chỉ nhận tiền và làm việc cho cô ta thôi, cho dù âm mưu của Nguyệt Hy có bị vạch trần thì cô ta cũng không cam tâm, lập tức lấy một tách trà nóng hổi tạt vào người Từ Dẫn. Nguyệt Hy nghĩ rằng có thể lột mặt nạ của Từ Dẫn ra bằng nước nóng, nhưng lại chẳng có tác dụng. Tuy nhiên Nguyệt Hy vẫn không để yên cho Từ Dẫn. Cô ta chuẩn bị cầm một ấm trà nóng tạt vào mặt Từ Dẫn. Thịnh Hàn thấy vậy lập tức chạy lên đỡ nước nóng thay cô ấy. Từ Dẫn cũng không ngờ anh ta lại bảo vệ mình như vậy. Rất nhanh đã đến ngày về nhà cha mẹ vợ, nhưng trên đường thanh ngang của xe ngựa bỗng nhiên bị gãy. Thì ra trước khi ra ngoài, Từ Dẫn đã cố tình làm gãy thanh ngang, định muốn giết Thịnh Hàn lần nữa. Cô nói dối Thịnh Hàn là mình biết đường tắt về phủ, không ngờ Thịnh Hàn lại tin tưởng cô như vậy. Thế là Từ Dẫn đẩy Thịnh Hàn đến một nơi vắng người. Thứ chờ đợi Thịnh Hàn ở phía trước lại là một cái hố lửa. Nếu như Thịnh Hàn bỏ chạy thì sẽ làm lật tẩy bí mật giả què, nhưng nếu như không bỏ chạy thì sẽ bị thiêu sống đến chết. Vì thế Từ Dẫn đã lập tức đẩy chồng mình vào hố lửa, sau đó ném một viên đá vào hố khiến ngọn lửa bùng lên. Ngọn lửa lập tức bao quanh xe lăn. Nguy hiểm hơn nữa là xung quanh có một nhóm thích khách đang mai phục sẵn. Thích khách ném đá vào người Từ Dẫn, cô Thịnh Hàn thấy vậy liền bất chấp nguy hiểm lao tới đỡ cô. Thích khách không ngừng bắn tên về phía họ,
Trong lúc né tránh, Từ Dẫn không cẩn thận bị bắn trúng, Cố Thịnh Hàn lập tức ném ám khí giết chết một tên thích khách. Đúng lúc này một mũi tên khác bay thẳng về phía Cố Thịnh Hàn, trong thời khắc nguy cấp thì mũi tên đột nhiên dừng lại, hóa ra là cha của Từ Dẫn đã kịp thời chạy tới cứu họ. Ông là tể tướng đương triều và đám thích khách này cũng là người của ông, để tránh cho tướng quân phát hiện mình gả con gái vào phủ tướng quân là vì có ý đồ, nên ông mới cố ý bày ra vở kịch lần này, nhưng ông không hề biết rằng cô con gái trước mặt mình không phải Tư Thanh Thanh thật sự. Ông ra lệnh cho con gái mau chóng lấy được lệnh bài thông hành của tướng quân. Sau khi trở về, Từ Dẫn bưng bánh ngọt tới tìm tướng quân. Cô sợ anh nghi ngờ không chịu ăn nên đã ăn thử cho anh xem, ai ngờ đâu Cố Thịnh Hàn lại kéo cô vào lòng, sau đó liền ăn nốt nửa miếng bánh còn lại trong miệng cô. Nhưng vừa ăn xong thì Cố Thịnh Hàn liền ngất đi, hóa ra thuốc mê không nằm trong bánh mà là ở trong nến. Từ Dẫn nhân cơ hội này tìm lệnh bài. Phu nhân đang tìm gì vậy? Từ Dẫn không thể ngờ rằng Cố Thịnh Hàn không hề bị trúng thuốc mê, ngược lại còn nghi ngờ cô muốn giết mình, nhưng Từ Dẫn không chịu thừa nhận. Vậy độc mà nàng hạ trong ly rượu giao bôi, sự gần gũi có chủ ý ở đêm tân hôn, còn cố tình làm gãy xe ngựa. Những việc này nàng giải thích thế nào? Khi nghe thấy những câu hỏi này, Từ Dẫn không hề hoảng sợ chút nào, cô còn lưu loát trả lời từng câu hỏi. Nhưng Từ Dẫn không hề biết là Cố Thịnh Hàn đã sớm biết thân phận của cô, anh cố ý nói như vậy là vì muốn thăm dò về mục đích của tể tướng mà thôi. Sau khi hỏi từng thứ một, cuối cùng anh hỏi tới lệnh bài thông hành, lúc này thì Dẫn có chút do dự, cô nói dối mình không biết đó là lệnh bài gì. Nhưng động tác nhỏ của cô đã bán đứng chính mình, Cố Thịnh Hàn biết mỗi khi nói dối tai của cô đều sẽ cử động, vậy nên anh chắc chắn cô tới đây là để lấy lệnh bài. Nhưng dù là vậy anh vẫn muốn bảo vệ cho cô. Ngày hôm đó nhân lúc Cố Thịnh Hàn không ở trong phủ, biểu muội cố tình tìm đạo sĩ tới vu oan cho Từ Dẫn có vận xui trong người. Tổ mẫu cũng nghe lời của đạo sĩ cho phép ông ta làm phép với Từ Dẫn, bởi vì bị nắng gắt chiếu vào mặt đã khiến Từ Dẫn không thể chịu nổi nữa. Lúc này có một thiếu niên đi tới, nhìn thấy Từ Dẫn bị trói trên cột. Sao lại là cô ấy? Hóa ra không lâu trước đó, Cố Thịnh Danh vì tái phát bệnh nên đột nhiên gục xuống ở giữa đường, may mà Từ Dẫn đã kịp thời cứu anh. Khi cô đứng lên chuẩn bị rời đi thì khăn che mặt đã bị gió thổi bay, Cố Thịnh Danh cũng vì thế mà đã phải lòng cô từ cái nhìn đầu tiên. Cứ tưởng rằng hai người sẽ không còn cơ hội gặp mặt, không ngờ tới khi gặp lại lần nữa thì cô đã là vợ của anh trai mình. Anh muốn cứu Từ Dẫn nhưng tổ mẫu lại vô cùng kiên quyết, vì vậy anh đành phải khuyên tổ mẫu về phòng nghỉ ngơi sau đó tìm cách khác. Có điều khi tổ mẫu rời đi, biểu muội đã đổ bình thuốc độc vào miệng Từ Dẫn, cô ta muốn độc chết Từ Dẫn. Bởi vì biểu muội muốn thay thế vị trí của Từ Dẫn làm vợ Thịnh Hàn, và trong thời khắc nguy cấp tướng quân đeo mặt nạ bay tới, anh lập tức đánh ngất biểu muội để cứu vợ mình. Lúc này thì Từ Dẫn cũng đã ngất đi, đột nhiên Cố Thịnh Danh lại xuất hiện. Thịnh Hàn thấy vậy đành phải rời đi, chờ tới khi Từ Dẫn tỉnh lại cô nhìn thấy Cố Thịnh Danh đang ở trong phòng nên hiểu lầm là anh đã cứu mình. Sau khi hỏi thăm mới biết đối phương chính là em chồng của mình. Khi cúi người tạ ơn Cố Thịnh Danh thì Từ Dẫn bất ngờ nhìn thấy miếng ngọc bội trên người anh ta. Lúc này cô chợt nhớ tới người đàn ông mà mình đã cứu vào 3 năm trước, trên người đàn ông đó cũng có một miếng ngọc bội y hệt như vậy. Cô nghi ngờ Cố Thịnh Danh chính là người đàn ông năm đó, để xác nhận thân phận của anh ta, Từ Dẫn liền hỏi Thịnh Danh đã ở nhà Tranh bao giờ chưa. Cố Thịnh Danh không những trả lời là có, mà anh còn nói đó là nơi mà cả đời này mình cũng khó mà quên được. Lúc này Cố Thịnh Hàn đang đứng ở ngoài cửa. Sao Cố Thịnh Danh lại biết chuyện ở căn nhà Tranh? Còn nàng nữa vậy mà lại nhận nhầm người. Hóa ra người năm đó Từ Dẫn cứu chính là Cố Thịnh Hàn, họ sống chung với nhau suốt 1 tháng. Cả hai cũng đã nảy sinh tình cảm với nhau. Cố Thịnh Hàn vốn muốn tháo mặt nạ xuống cho cô biết thân phận của mình, không ngờ lại gặp phải thích khách. Từ Dẫn không chút do dự đỡ thay cho anh một mũi tên. Cố Thịnh Hàn nổi giận giết sạch đám thích khách rồi đưa cô về nhà. Nhưng anh không ngờ rằng mình đã bị thích khách hạ độc và viên thuốc áp chế chất độc chỉ có 1 viên. Để cứu người mình yêu, anh đã cắn đôi viên thuốc để chia cho cô 1 nữa. Vậy nên máu của Từ Dẫn mới có tác dụng với anh. Miếng ngọc bội đó cũng là vật tùy thân của anh. Cố Thịnh Danh chỉ trùng hợp nhìn thấy mà thôi, nhưng anh ta lại muốn thay thế Cố Thịnh Hàn, nên cố ý để Từ Dẫn hiểu lầm mình chính là người trong lòng của cô, còn vẽ lại căn nhà cho cô xem. Bây giờ Từ Dẫn đã chắc chắn Cố Thịnh Danh chính là người đàn ông năm đó. Đúng lúc này Cố Thịnh Hàn đột nhiên đẩy cửa bước vào. Không ngờ phu nhân của ta lại quen biết đệ đệ của ta nhanh như vậy. Từ Dẫn vội vàng giải thích rằng mình chỉ đang cảm tạ ơn cứu mạng của Cố Thịnh Danh mà thôi. Đúng lúc này Cố Thịnh Danh lại cố ý giả bệnh, Từ Dẫn vội vàng tiến lên đỡ anh. Cố Thịnh Hàn thấy vậy liền nổi cơn ghen, lập tức kéo Từ Dẫn vào trong lòng và cảnh cáo cô. Mặc dù cơ thể Thịnh Danh yếu ớt từ nhỏ, nhưng cũng không cần nàng phải quan tâm. Ai ngờ Từ Dẫn lại muốn nhân cơ hội này trộm lệnh bài của anh. Đáng tiếc là lại bị anh phát hiện nên lập tức đẩy cô ra. Lúc này Cố Thịnh Danh chuẩn bị rời đi thì Cố Thịnh Hàn đã cảnh cáo em trai. Phủ tướng quân ta coi trọng nhất là danh dự. Nếu đệ đã hồi phủ, những gì không nên làm thì đừng có làm, đừng nghĩ tới những gì không thuộc về mình. Nhưng Cố Thịnh Danh cũng không phải dạng vừa, vậy mà lại lấy Nguyệt Hy ra để châm chọc Cố Thịnh Hàn. Đại ca ở ngoài sát phạt quyết đoán, nhưng ở trong nhà lại mặc cho một Nguyệt Hy làm loạn, xem ra đại ca vẫn phải học nhiều mới làm phu quân được. Câu nói này đã hoàn toàn chọc giận Cố Thịnh Hàn, khiến chất độc trong người anh phát tác. Anh sợ mình không kiềm chế nổi nên đã ra lệnh cho người đẩy mình ra ngoài. Sau đó một mình rời khỏi đây, Từ Dẫn thấy Thịnh Hàn có vẻ không ổn liền đuổi theo. Lúc này lại đúng vào đêm trăng tròn, chất độc trong người Cố Thịnh Hàn hoàn toàn bộc phát. Hiện giờ anh đã mất hết lý trí. Thịnh Hàn lập tức kéo cổ áo của Từ Dẫn ra rồi cắn vào cổ cô 1 phát.
anh muốn hút máu của cô, may mà anh vẫn còn một chút lý trí nên cuối cùng đã không ra tay với cô. Vì để không làm hại Từ Dẫn, anh bèn rút dao ra và chuẩn bị tự đâm mình, nhưng anh lại bị Từ Dẫn cản lại. Không kịp rồi, không kịp gì chứ, không kịp rồi. Nhưng mà vừa hay Nguyệt Hy đã nhìn thấy cảnh tượng này. Cô ta nghĩ rằng Từ Dẫn đang hãm hại Thịnh Hàn. Vì để trừng phạt Từ Dẫn mà tổ mẫu đã cho cô hai lựa chọn, một là ly hôn với Thịnh Hàn, hai là chịu phạt 100 trượng, vì để có thể ở lại phủ tướng quân. Từ Dẫn lại cam tâm chịu 100 trượng, nhưng mà trước khi chịu phạt, em chồng lại bỗng nhiên đến cầu xin thay cho chị dâu. Anh nói Thịnh Hàn bất cẩn nên mới bị thương. Tổ mẫu thấy anh thích lo chuyện bao đồng nên đã lệnh cho người trừng phạt cả hai, mỗi người chịu 50 đại bản. Ngay lúc hai người đang bị đánh thì Thịnh Hàn bỗng nhiên đến. Phu nhân của ta, không ai được động vào nàng ấy dù chỉ là một sợi tóc. Sau đó anh bèn lệnh cho người dẫn Từ Dẫn đi, nhưng Từ Dẫn vừa về đến phòng thì đã bảo Thịnh Hàn đi cứu Thịnh Danh. Thịnh Hàn liền nổi cơn ghen nên quyết không đi cứu người. Không ngờ Từ Dẫn lại dùng chuyện anh giả tàn tật để uy hiếp, nếu Thịnh Hàn không đi cứu người thì cô sẽ nói chuyện đó cho bàn dân thiên hạ nghe. Vì để không bị lộ tẩy, Thịnh Hàn chỉ đành nuốt cơn tức mà đồng ý với cô. Sau khi cứu được người thì Từ Dẫn lại còn chạy đến chỗ em chồng để bôi thuốc. Cô còn có cử chỉ thân mật với anh. Thịnh Hàn nổi trận lôi đình liền đến phòng em trai kéo Từ Dẫn về bên mình. Khi muốn đưa cô đi thì em trai vội cản lại, nhưng đã bị Thịnh Hàn đẩy ra. Từ Dẫn thấy hành động của Thịnh Hàn thì bèn thấy bất bình cho em chồng. Sao anh lại ra tay mạnh bạo với em của mình thế? Nàng nói ta tàn bạo ư? Thế ta sẽ cho nàng xem thế nào là tàn bạo thật sự. Nói xong anh bèn kéo cô vào trong lòng, anh cưỡng ép cô rời khỏi đây. Sau khi về phòng, Thịnh Hàn bèn ôm Từ Dẫn đến giường. Anh muốn làm xong chuyện động phòng lúc trước. Lúc này Thịnh Hàn bỗng nhiên nhìn thấy hình xăm trước ngực Từ Dẫn. Đây là hồ phù. Không ngờ ngoài cửa lại có người nghe lén. Sau khi Thịnh Hàn phát hiện ra thì đã lập tức đuổi theo. Anh bóp lấy cổ của nha hoàn và không hề do dự mà giết cô ta. Vừa hay Từ Dẫn đã thấy hết, cô hiểu lầm rằng anh là một tên ác ma giết người không chớp mắt. Thịnh Hàn cũng không giả vờ nữa, anh vạch trần thân phận của Từ Dẫn. Nếu không muốn bị lộ thân phận thì nhanh chóng thu lại cái trò y thuật này lại. Lúc này Từ Dẫn mới biết thì ra Thịnh Hàn đã phát hiện ra cô là Thanh Thanh giả từ lâu. Bây giờ hai người đều có bí mật của đối phương. Từ Dẫn liền muốn làm thỏa thuận với Thịnh Hàn, chỉ cần làm vợ chồng ở hình thức, còn nội dung là nước sông không phạm nước giếng. Nhưng hôm sau Từ Dẫn bèn chủ động đến tìm Thịnh Hàn. Cô nói mình có thể giải độc cho anh, nhưng điều kiện là sau khi giải độc xong thì anh phải ly hôn với mình. Hơn nữa cô chỉ có thể nghiên cứu thuốc giải ở mật thất. Không ngờ Thịnh Hàn lại đồng ý ngay. Đã vậy anh còn cho cô ra vào mật thất tỉ thích. Nhưng Từ Dẫn sau khi chữa trị cho Thịnh Hàn xong thì lại nhân lúc anh ngủ say mà lén đi tìm lệnh bài thông hành của Đăng Cao Đài. Cô phát hiện một chiếc hộp ngay lúc cô chuẩn bị mở nó ra. Cũng may là Thịnh Hàn xuất hiện kịp thời, nếu không cô đã gặp nguy hiểm. Ngày hôm sau, tên em chồng vì muốn có được chị dâu của mình, hắn ta đã hạ thuốc độc vào chính chén trà của mình. Uống xong trà thì cơ thể bắt đầu có phản ứng, Từ Dẫn lập tức chạy tới bắt mạch cho anh ta, nhưng thấy hắn chỉ trúng độc nhẹ. Từ Dẫn còn đang thắc mắc là ai đã hạ độc hắn thì Thịnh Danh đã đổ lỗi sang chính anh trai của mình. Hơn nữa còn nói dối hiện giờ cơ thể mình yếu như vậy đều là vì 3 năm trước đã bị anh trai phái người truy sát. Và gần đây anh trai còn thường xuyên lui tới một y quán, không biết là lại có âm mưu gì nữa. Từ Dẫn nghe vậy liền lén đi theo sau Cố Thịnh Hàn, nhưng ai ngờ lại bị Cố Thịnh Hàn phát hiện ra. Nếu đã đến rồi, vậy cùng đi vào xem đi. Sau đó Cố Thịnh Hàn liền đưa Từ Dẫn vào khu lưu dân tị nạn, sau đó phát tiền cho họ. Từ Dẫn đến lúc này mới biết, hóa ra Cố Thịnh Hàn đến y quán là để cứu những người này. Cô lập tức đưa hết số tiền trên người cho họ. Cố Thịnh Hàn biết hôm nay là sinh thần của Từ Dẫn, nhưng vì hiện tại cô đang giả danh thân phận của Thanh Thanh, vì vậy không thể đón sinh nhật của mình được. Vì muốn cho cô ăn bánh đậu xanh mà cô thích nhất, Cố Thịnh Hàn đã đuổi hết những người xung quanh đi, sau đó mua hết bánh đậu xanh cho cô. Cuối cùng thì Từ Dẫn cũng đã nở nụ cười. Cha của Từ Dẫn hay tin hai vợ chồng họ rất ân ái với nhau, thế là định giúp con gái một tay. Ông ta liền phái một đám thích khách đến, nhân lúc họ đang đi dạo thì giết chết Cố Thịnh Hàn, nhưng Từ Dẫn thấy anh gặp nguy hiểm thì lập tức chạy đến chắn kiếm cho anh. May mà hộ vệ đến kịp nên mới đánh bại được đám thích khách đó. Tuy nhiên sau khi về đến nhà, Từ Dẫn lại đến tìm gặp Thịnh Danh, còn yêu cầu hắn ngày mai giữ chân anh trai giúp mình. Thịnh Danh nghe vậy thì lập tức đồng ý. Vì thế hôm sau hắn liền đến tìm Cố Thịnh Hàn để đánh cờ. Đại ca, trận cờ hôm nay sợ là huynh thua rồi, ai thua ai thắng vẫn chưa biết được. Lúc này Từ Dẫn đang tìm lệnh bài trong mật thất của Thịnh Hàn. Không lâu sau cô đã phát hiện một chiếc hộp, nhưng cô vừa mở ra thì chạm vào cơ quan. Một làn khói bay ra bên ngoài, Cố Thịnh Hàn nhìn thấy khói liền biết là Từ Dẫn đã thành công lấy được chìa khóa lệnh bài. Đại ca, huynh thua rồi, theo như quy định ban đầu, người thua phải đáp ứng một yêu cầu. Ngươi muốn gì? Đệ chỉ cần một mình Từ Dẫn. Cố Thịnh Hàn nghe xong liền ấn đầu em trai xuống bàn. Ngươi đã biết thân phận của nàng ấy, ta thật đúng là xem thường ngươi rồi, ban đầu chỉ là nghi ngờ, nhưng bây giờ thì đúng rồi. Lúc này Từ Dẫn đi từ trong phòng ra và nhìn thấy cảnh này, Thịnh Danh lập tức tỏ vẻ bị bắt nạt. Từ Dẫn vội chạy nhanh đến đó, cô không hỏi nguyên do mà bắt đầu chất vấn Cố Thịnh Hàn. Cố Thịnh Hàn, sao ngài lại máu lạnh như vậy, đi làm chuyện huynh đệ tương tàn. Ta máu lạnh ư? Vậy thì cũng đỡ hơn mật ngọt chết rồi của người đầu ấp tay gối, hết thuốc chữa rồi. Từ Dẫn định dìu tên hoàng thúc kia về thì tổ mẫu hạ lệnh yêu cầu Từ Dẫn đến gặp. Hết cách nên cô chỉ có thể đi gặp tổ mẫu trước,
tên Thịnh Danh cũng chạy theo sau cô, khiến Thịnh Hàn tức đến phát điên. Tổ mẫu vừa thấy Từ Dẫn, liền định lấy ra quy ra trừng trị cô, nhưng Từ Dẫn vẫn không biết mình đã làm sai chuyện gì. Mỗi chuyện bỏ qua lễ nghĩa chị dâu em chồng cũng đã đủ trừng trị rồi, chuyện này. Từ Dẫn cũng không muốn cãi lại, thế là một mình vào Từ Đường để thực thi gia quy. Tuy nhiên mục đích mà cô đến Linh Đường là để trộm lệnh bài của Thịnh Hàn. Khi cô vừa tìm được lệnh bài thì Cố Thịnh Hàn đột nhiên đi tới, Từ Dẫn đành phải giấu lệnh bài đi, nhưng Thịnh Hàn cũng đã biết là cô đến đây là để lấy lệnh bài. Có điều anh lại không vạch trần cô. Lúc này ở bên ngoài, tên Thịnh Danh đột nhiên khóa cửa lại, còn đổ dầu lên trên cửa rồi vứt khói vào bên trong, sau đó châm lửa. Hắn muốn tạo ra màn anh hùng cứu mỹ nhân để lấy lòng chị dâu, tuy nhiên hắn lại không biết là anh trai cũng đang ở bên trong. Tẩu tẩu, nàng có ở bên trong không? Tiểu thúc ta ở bên trong, còn có cả. Nàng kiên trì một chút nhé, ta lập tức đến cứu nàng. Sau đó hắn còn giả vờ hô người đến cứu, mà lúc này Từ Dẫn nhớ ra mình chưa lấy lệnh bài nên vội quay lại lấy. Sau đó cô cầm ghế đập mạnh vào cửa, nhưng ngay sau đó lại bị khói làm cho hôn mê. Cố Thịnh Hàn vì cứu Từ Dẫn nên đành phải để lộ chuyện chân mình bình thường. Anh dùng xe lăn đập cửa rồi bế Từ Dẫn ra ngoài. Chân của hắn không hề bị tàn tật. Coi như lần này tên em trai đã tính sai rồi. Khi Từ Dẫn tỉnh lại hay tin Cố Thịnh Hàn vì cứu mình mà để lộ chuyện đôi chân, nhưng cô lại không thấy áy náy, mà còn nói khi đó Hoàng Thúc đang ở bên ngoài, anh có thể không cần phải để lộ bí mật. Tuy nhiên Cố Thịnh Hàn lại nói với cô, tất cả đều là do tên em trai đã làm, nhưng Từ Dẫn không những không tin mà còn trách Cố Thịnh Hàn. Có phải trong mắt ngài, tất cả mọi người đều có ý đồ, không thể tin tưởng ai được. Cứ xem như hôm nay là Cố Thịnh Danh là người đã cứu nàng đi. Cố Thịnh Hàn nói xong liền tức giận rời đi. Còn phía bên kia, cha của Từ Dẫn biết chuyện Cố Thịnh Hàn giả bị liệt, thì ông ta muốn nhân buổi tiệc gia đình sẽ giết chết anh. Rõ là Cố Thịnh Hàn đang giận Từ Dẫn nhưng vẫn đi cùng với cô. Người cha lập tức hạ lệnh cho người bao vây tử lầu. Từ Dẫn vội đứng ra ngăn cản cha lại. Cô nói mình có chuyện cần bẩm báo. Thế là người cha liền đưa cô vào trong phòng. Không ngờ là vừa vào đến phòng, ông ta đã bóp cổ cô. Tại sao không bẩm báo chuyện hắn ta giả vờ tàn tật? Con thực sự không biết. Hắn suốt ngày ở trong thư phòng, hoàn toàn không cho phép con lại gần. Người cha tạm thời tin lời nên đã thả cô ra, nhưng khi ông ta hỏi chuyện lệnh bài thì cô bắt đầu căng thẳng. Bởi vì cô biết một khi ông ta có được lệnh bài thì sẽ hạ lệnh giết Cố Thịnh Hàn. Dù trước đây cô rất muốn giết hắn nhưng qua một khoảng thời gian sống với nhau, Từ Dẫn sớm đã động lòng rồi. Cuối cùng cô đã chọn việc giấu chuyện lệnh bài, Cố Thịnh Hàn vì thế mới được an toàn rời đi. Buổi tối họ cùng nhau đi thưởng trăng. Cố Thịnh Hàn chưa từng vui vẻ như vậy nên đã mua hoa tặng Từ Dẫn, nhưng Từ Dẫn lại không nhận tình yêu của anh mà quay người rời đi. Vài ngày sau, Từ Dẫn bị em chồng mê hoặc nên đã tìm đến quê hương nơi gia đình cô đã bị diệt môn và tìm thấy linh bài của cha cô ở đó. Vì vậy Từ Dẫn tin rằng cha mình thực sự đã chết một năm trước. Hóa ra vào ngày sinh nhật của mình, Từ Dẫn vô tình nhìn thấy bóng dáng của người cha đã chết, nhưng khi cô đuổi theo thì ông bố đã biến mất. Thế là cô đã nhờ em chồng thăm dò tin tức về cha mình, nhưng Thịnh Danh đã lợi dụng chuyện này để hãm hại anh trai mình. Tuy nhiên anh trai biết thừa đây là một cái bẫy, đặc biệt hơn là lo lắng rằng danh tính thực sự của vợ mình sẽ bị bại lộ, vì vậy anh đã liều lĩnh chạy đến cứu Từ Dẫn. Thịnh Hàn tức giận chạy đến định đưa vợ đi, nhưng cô vợ không chịu đi cùng. Tên ác ma giết người nhà ngươi, chính ngươi đã giết cha ta. Trở về rồi ta sẽ nói mọi chuyện với nàng, thả ta ra. Lúc này đột nhiên xuất hiện hai tên sát thủ, Thịnh Hàn nhanh chóng xử lý một trong số chúng, không ngờ vết máu lại dính trên mặt anh, trùng hợp đêm nay là đêm trăng tròn. Chất độc trong người anh lại đột nhiên phát tác, Thịnh Hàn lập tức tóm cổ tên sát thủ. Cảnh tượng này khiến Từ Dẫn nhớ đến đêm cả gia đình bị giết chết. Đêm đó Thịnh Hàn cũng bóp cổ cô theo cách tương tự và tàn sát cha cô và những người trong tộc. Vì vậy trong lúc người chồng đang đối phó với tên sát thủ, Từ Dẫn đã cắm con dao găm vào ngực Thịnh Hàn. Anh không bao giờ ngờ rằng vợ mình lại đối với mình tàn nhẫn như vậy, thậm chí không cho mình cơ hội giải thích. À Dẫn. Từ Dẫn nghe thấy tên mình thì vô cùng kinh ngạc, trong lòng không khỏi cảm thấy nghi ngờ tại sao Thịnh Hàn lại biết thân phận thật của mình. Cô muốn đợi chồng tỉnh lại để hỏi cho rõ ràng. Tuy nhiên khi Thịnh Hàn tỉnh lại, anh lại không chịu thừa nhận mình chính là người mà 3 năm trước Từ Dẫn đã cứu, cũng là người mà anh luôn yêu thương, mà cố tình nói những lời ác ý để đã kích vợ. Nhưng Từ Dẫn vẫn không thể hiểu tại sao anh lại sát hại gia đình mình. Ta giết người còn có cần lý do à? Đám người đó chỉ là đối tượng để ta chút giận mỗi khi độc ta phát tác mà thôi. Ngươi có biết, người mà ngươi giết là người thân thiết nhất của ta, là gia đình duy nhất của ta không? Để khiến vợ bỏ cuộc, Thịnh Hàn thậm chí còn cho rằng mình chỉ đang chơi đùa với cô mà thôi, giờ chơi chán rồi cũng đã đến lúc vứt bỏ. Nhưng điều Từ Dẫn không biết là tất cả những gì anh đang làm đều chỉ vì bảo vệ cô ấy, nhưng Từ Dẫn không biết lại còn hận Thịnh Hàn đến tận xương tủy. Ngày hôm sau cô chuẩn bị rời khỏi đây, nhưng không ngờ nữa đường lại có người chặn xe. Từ Dẫn thò đầu ra xem thì thấy người chặn xe lại là cha mình. Sau khi gặp ông bố, Từ Dẫn đã hỏi cha mình chuyện gì đã xảy ra. Nếu bây giờ cha không nói cho con biết, con sẽ quay lại hỏi anh ta. Trong tuyệt vọng, ông bố đành phải nói cho Từ Dẫn biết tất cả mọi chuyện. Hóa ra cô vốn là con của cựu tướng quân đời trước, trên người mang theo bí mật hổ phù có thể điều động cựu quân. Thịnh Hàn vì để bảo vệ cô khỏi sự bức hại của tể tướng, liền muốn cả hai dùng cái chết giả để đưa hai người ra ngoài. Nhưng chưa kịp hành động, đêm đó tể tướng đã sai người vào phủ giết hết gia đình Từ Dẫn. Vừa vặn đêm đó lại là đêm trăng tròn, Thịnh Hàn bị trúng độc nên đã sơ ý công kích cô.
Từ Dẫn khi biết được hết tất cả sự thật, cuối cùng cũng hiểu nỗi khổ tâm của Thịnh Hàn nên đã chạy về tìm anh. Tuy nhiên Thịnh Hàn nói rằng mình không có tình cảm nam nữ với cô, nhưng lần này bất kể anh có nói gì Từ Dẫn cũng không tin rằng anh không thích mình. Vì vậy Thịnh Hàn không thể ép cô rời đi được, hết cách Thịnh Hàn chỉ đành nhân lúc hôn đánh cô bất tỉnh. Sau đó đưa cô lên xe ngựa, tuy nhiên ngay khi cô vừa tỉnh dậy, đã bị ai đó chặn lại và bị đánh bất tỉnh một lần nữa. Từ Dẫn bị trói vào khung gỗ và bị tra tấn dã man, nhưng người trói cô lại chính là cha của mình. Cô gọi ta là gì? Cha. Thanh Thanh. Sau đó một người phụ nữ liền bước ra, và người phụ nữ này mới là Thanh Thanh thật. Từ Dẫn, đã lâu không gặp, Tư Thanh Thanh. Vừa nhìn thấy Từ Dẫn, Thanh Thanh đã bắt đầu dùng roi đánh cô để trút giận. Dừng lại. Thì ra là Thịnh Hàn. Từ Dẫn lúc này khi nhìn thấy Thịnh Hàn giống như nhìn thấy ông Bụt, nhưng Thịnh Hàn không thể trực tiếp cứu cô, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bị Tư Thanh Thanh siết cổ. Ngay khi cô sắp chết, Thịnh Hàn cuối cùng đã ngăn cản Thanh Thanh lại. Vì không để Thanh Thanh thấy mình quan tâm Từ Dẫn, đành phải nói vài câu làm tổn thương Từ Dẫn. Đừng vì loại người này mà làm dơ tay mình, Dẫn về phủ từ từ giày vò đi. Thế là Tư Thanh Thanh đã đưa Từ Dẫn trở lại phủ tướng quân và định tội Từ Dẫn tội ăn cắp đồ trang sức của mình, định trừng phạt cô bằng cách tra tấn. Ngay khi Thanh Thanh chuẩn bị động thủ, Thịnh Hàn đột nhiên quay lại và ngăn cô ta lại. Tư Thanh Thanh nghi ngờ Thịnh Hàn có phải đang không nỡ với ả này. Để bảo vệ Từ Dẫn khỏi bị tổn hại thêm, Thịnh Hàn không còn cách nào khác ngoài việc tự tát cô một cái thật mạnh. Đừng để ả ta ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng, vẫn là tướng quân có cách giúp Thanh Thanh xả được cơn giận, chúng ta đi. Sau đó Thịnh Hàn dẫn Thanh Thanh rời đi, mà Tư Thanh Thanh để kiểm tra xem Thịnh Hàn có thực sự không quan tâm đến Từ Dẫn nữa hay không. Cô ta đã trói Từ Dẫn và nhốt vào trong tủ, để Từ Dẫn tận mắt chứng kiến người đàn ông cô yêu lâm phòng tân hôn với mình. Tuy nhiên Thịnh Hàn không bị vẻ đẹp của Thanh Thanh mê hoặc, anh dùng một chưởng đánh cô ta bất tỉnh trên giường, sau đó đi thẳng về phía chiếc tủ. Hóa ra anh đã sớm biết Từ Dẫn bị nhốt trong tủ quần áo, sau khi anh cởi trói cho Từ Dẫn. Từ Dẫn liền chất vấn tình cảm của anh dành cho mình, mà Thịnh Hàn để cho Từ Dẫn hoàn toàn từ bỏ mình, anh đã cố ý nói vài câu ác ý với cô. Bổn tướng quân đối với ngươi, chỉ là nhất thời rủ lòng thương thôi, ngươi còn tưởng thật à? Từ Dẫn nghe thấy câu trả lời như vậy, liền tặng cho anh một cái tát thật mạnh, rồi thất vọng bỏ đi. Nhưng khi Từ Dẫn trở về nhà lại phát hiện ra cha mình đã bị giết, lúc này Thịnh Danh chạy tới nhìn thấy cảnh này, liền trút hết những chuyện này lên đầu anh trai. Thậm chí còn đảo lộn trắng đen, nói Thịnh Hàn đã giam lỏng cha cô ở đây là để khống chế ông. Bởi vì cô là con của tướng quân Phong Minh, tấm bùa hộ mệnh trên người Từ Dẫn có thể giúp cô triệu tập các cựu tướng. Vốn Từ Dẫn đối với chuyện này chỉ bán tín bán nghi, nhưng khi cô nhìn thấy tờ giấy trên tay cha mình viết có chứa từ Hàn Thủy Thạch Vi, Từ Dẫn mới thực sự tin rằng tất cả những điều này thực sự là do Thịnh Hàn gây ra, và thế là một lần nữa tội giết cha Từ Dẫn được đổ lên đầu Thịnh Hàn. Vì vậy cô đã lẻn vào phủ tướng quân, dùng thuộc mê gây mê Thanh Thanh. Sau đó hóa trang thành Tư Thanh Thanh xuất hiện trước mặt Thịnh Hàn và mời anh đêm nay cùng mình đi thả đèn lồng, không ngờ Thịnh Hàn lại đồng ý ngay. Tuy nhiên sau khi thả đèn lồng, Từ Dẫn đã hung hăng đâm Thịnh Hàn một dao. Nhưng Thịnh Hàn không hiểu tại sao cô lại làm thế. Ngươi không biết đúng không, ta căn bản không phải Tư Thanh Thanh, ta là Từ Dẫn. Nhưng thật ra Thịnh Hàn đã nhận ra cô là Từ Dẫn từ cái nhìn đầu tiên, có điều anh không bao giờ nghĩ rằng mình yêu cô nhiều như vậy, còn cô ấy lại hận mình đến tận xương tủy. Được, ta thành toàn cho nàng, người mà nàng ghét nhất bây giờ sẽ biến mất. Nói xong anh liền nắm lấy tay Từ Dẫn đâm thật mạnh vào người, mặc dù vợ làm tổn thương mình, nhưng Thịnh Hàn vẫn không muốn làm tổn thương vợ mình. Sau khi về nhà anh cũng không chịu tiếp nhận sự điều trị của đại phu, cuối cùng ngất đi vì đau. Còn Từ Dẫn trở về phủ chỉ muốn xem chồng mình đã chết hay chưa, nhưng khi biết chồng mình đã nhận ra cô ngay từ đầu, lại bắt đầu cảm thấy có lỗi với Thịnh Hàn, cô vội vàng chữa trị vết thương cho anh. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy Thịnh Hàn mới biết chính vợ đã cứu mình. Trên đời này, chỉ có nàng mới có thể làm hại ta dễ dàng như vậy, cũng chỉ có nàng mới có thể cứu sống ta, cung y thánh thủ. Tuy nhiên Thịnh Hàn không hề biết những lời mình vừa nói đều đã được Từ Dẫn nghe thấy, mà danh hiệu cung y thánh thủ là do Từ Dẫn 3 năm trước thuận miệng nói với người đeo mặt nạ, làm sao Thịnh Hàn biết được? Chẳng lẽ hắn chính là người đeo mặt nạ? Để tìm ra chân tướng sự việc, cô liền trở về túp lều tranh tìm Thịnh Danh, ngập ngừng nói một câu. Ngươi hiểu ta mà, ngay cả dã thú trên núi ta còn không sợ, làm sao có thể sợ một tên Cố Thịnh Hàn chứ? Dù gan dạ đến đâu thì nàng cũng chỉ là một cô nương, sau này cứ để ta bảo vệ nàng. Chính câu nói này đã khiến Từ Dẫn bắt đầu nghi ngờ, có lẽ Thịnh Danh không phải là người đeo mặt nạ mà cô đã cứu 3 năm trước, bởi vì người đeo mặt nạ biết rõ cô sợ thú dữ trong núi. Nhưng ngọc bội trên người Thịnh Danh lại chính xác là của người đeo mặt nạ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đúng lúc này cô nhận được thông tin bà nội của Thịnh Hàn bị bệnh nặng nên bố cáo tìm đại phu giỏi, vì vậy cô đã gỡ giấy thông báo. Sau đó giả làm miêu đại phu đến nhà Thịnh Hàn khám bệnh cho bà nội, sau khi bắt mạch mới biết bà nội bị hạ độc. Cũng may là loại độc này cô có thể giải, sau khi chữa khỏi độc cho bà nội, Từ Dẫn cố ý làm rơi ngọc bội của Thịnh Danh xuống đất. Trần Ma Ma khi nhìn thấy đã lập tức hỏi Từ Dẫn ngọc bội này từ đâu mà cô có được, Từ Dẫn nói dối là mình đã nhặt được. Sau đó Trần Ma Ma cho biết miếng ngọc bội này có tổng cộng 2 miếng, nên hai công tử của phủ tướng quân mỗi người có một miếng. Nhưng miếng ngọc bội của đại công tử từng được sửa chữa, do lúc nhỏ Thịnh Hàn đã làm vỡ. Sau đó không hiểu sao lại bị mất, mà miếng ngọc bội này vừa vặn có dấu vết sửa chữa. Lúc này Từ Dẫn mới biết Thịnh Hàn chính là người đeo mặt nạ mà cô đã cứu 3 năm trước.
và để thêm phần xác thực, Từ Dẫn đã lẻn vào phòng của Thịnh Danh và tìm thấy một miếng ngọc bội giống hệt như vậy trong hộp. Ngay khi cô chuẩn bị rời đi, Thịnh Danh đã quay trở lại nên cô phải vội trốn đi. Lúc này Tư Thanh Thanh đột nhiên tới tìm hắn. Nếu như tiểu nữ kia biết được ngươi chính là người đã giết cha cô ta, ngươi nghĩ ả ta còn tin ngươi nữa không? Đến tận bây giờ Từ Dẫn mới biết rằng người đã giết cha mình là em chồng chứ không phải Thịnh Hàn. Tình cờ là khi anh ta giết cha Từ Dẫn, Tư Thanh Thanh đã nhìn thấy cô ta đã dùng điều này để đe dọa yêu cầu Thịnh Danh phải hợp tác với cô ta, cùng nhau hạ bệ Thịnh Hàn. Tuy nhiên mục đích thực sự của Thanh Thanh là từ miệng của Thịnh Danh điều tra danh tính thực sự của Từ Dẫn. Cô ta là hậu nhân của Phong Minh tướng quân đúng không? Nếu không thì tại sao hai huynh đệ các người phải tranh giành cô ta vỡ đầu chảy máu chứ? Mặc dù Thịnh Danh không chịu thừa nhận, nhưng Tư Thanh Thanh đã đạt được mục đích của mình. Trong nháy mắt cô ta đã trở mặt với Thịnh Danh, không muốn hợp tác nữa. Còn Từ Dẫn sau khi biết tất cả sự thật, muốn lén trốn đi sau khi hai người họ rời đi, không ngờ lại bị Thanh Thanh chặn lại. Ta đã tốn bao nhiêu công sức mới dụ ngươi vào phủ, sao có thể để ngươi chạy dễ dàng như vậy? Hóa ra tất cả những chuyện này đều do cô ta bày kế. À, ta cố ý đầu độc bà nội của Thịnh Hàn để dụ Từ Dẫn ra ngoài, chỉ vì muốn lấy bùa hộ phù trong tay cô. Nhưng bùa hộ phù lại không có ở trên người Từ Dẫn, và Từ Dẫn cũng nhân sơ hở lập tức rắc bột trúc mê vào người Thanh Thanh, sau đó nhanh chóng bỏ trốn. Khi cô bị truy đuổi, Thịnh Hàn đã kịp thời xuất hiện cứu cô một mạng. Mặc dù biết cô là Từ Dẫn nhưng anh vẫn cố tình giả vờ không quen biết, yêu cầu cô nhanh chóng rời khỏi phủ tướng quân. Từ Dẫn cũng biết mình có lỗi với Thịnh Hàn nên miễn cưỡng rời đi. Không lâu sau khi cô trở lại ngôi nhà tranh, Thịnh Danh đã đến tìm và nói với Từ Dẫn rằng Tư Thanh Thanh đã chết, còn cho rằng Thịnh Hàn đã giết cô ta. Nhưng trên thực tế Tư Thanh Thanh đã chết dưới tay của hắn ta. Mặc dù Từ Dẫn đã sớm đoán ra tất cả những điều này, nhưng cô vẫn giả vờ bị lừa dối. Thậm chí hắn ta còn muốn lấy cô với lý do hạnh phúc và cho rằng đây chính là cơ hội để Từ Dẫn giết được Thịnh Hàn. Từ Dẫn cũng không cần suy nghĩ lập tức đồng ý, nhưng cô có một điều kiện, đó là phải lấy chồng từ phủ Tể tướng. Vì vậy hắn ta đã đi thuyết phục Tể tướng, không ngờ Tể tướng đã đồng ý. Ngay sau đó Từ Dẫn xuất hiện trở lại trước mặt Thịnh Hàn với tư cách là con gái thất lạc nhiều năm của Tể tướng, và cũng tuyên bố trước Thịnh Hàn rằng mình sắp kết hôn với Thịnh Danh. Thịnh Hàn đã rất tức giận trước sự việc bất ngờ này nên muốn cưỡng ép đưa Từ Dẫn rời đi, nhưng Từ Dẫn lại không muốn đi cùng anh, còn nói không phải Thịnh Danh thì sẽ không gả cho ai khác nữa. Thịnh Hàn nghe thấy Từ Dẫn nói những lời này thì tức giận bỏ đi, nhưng Thịnh Hàn không hề biết Từ Dẫn làm tất cả những điều này đều là vì để có thể vào phủ Tể tướng để lấy trộm thuốc giải cho anh. Sau một hồi tìm kiếm thì cuối cùng cũng tìm được thuốc giải, nhưng chưa kịp rời đi đã bị Tể tướng bắt được. Trong tình thế khẩn cấp Từ Dẫn đành phải nuốt thuốc giải độc. Vào ngày cưới Thịnh Hàn đã mang thuộc hạ đến hôn lễ với ý định ngăn cản bọn họ kết hôn, nhưng ngay khi anh chuẩn bị bỏ trốn cùng cô dâu thì cô dâu lại bất ngờ giở khăn trùm đầu muốn ám sát anh. Ngươi không phải nàng ấy. Lúc này Tể tướng bắt Từ Dẫn đến đây và cũng đã biết danh tính thực sự của Từ Dẫn là hậu nhân của Phong Minh tướng quân, nên hắn đã đe dọa tính mạng Từ Dẫn, muốn Thịnh Hàn tự chặt chân mình để cứu vợ, mà Thịnh Hàn để cứu Từ Dẫn đã thực sự tự tay cắt chân mình. Ngay khi Tể tướng vui mừng, Từ Dẫn đã bí mật rút kim độc và nhanh chóng đâm lên cổ của Tể tướng. Không ngờ Tể tướng không hề hấn gì còn chưởng Từ Dẫn một chưởng. Lúc này Thịnh Hàn cũng lợi dụng sự sơ hở của ông ta mà phát động tấn công. Khi Thịnh Hàn cố gắng hết sức để đâm Tể tướng thì Tể tướng cũng đâm vào ngực anh, có điều kiếm của anh đã bị Tể tướng đỡ kịp. Cứ tưởng rằng Thịnh Hàn sẽ chết chắc thì đột nhiên Tể tướng lại nôn ra máu. Thế là Từ Dẫn nhặt thanh kiếm dưới mặt đất lên và đâm thẳng vào người Tể tướng. Nhưng dù vậy ông ta vẫn chưa chết, còn định vung kiếm giết cả hai người họ. Cũng may là lúc này có một đạo chiếu chỉ truyền đến, chứng cứ về vụ án oan của Phong Minh tướng quân đã trình lên thánh thượng. Thánh thượng có chỉ Tư Quốc như phản quốc, hãm hại trung thần, lập tức trảm. Tể tướng vừa nghe được chiếu chỉ của hoàng thượng thì tức giận đến mức đổ gục, tưởng rằng nhân vật phản diện đã chết thì mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng không biết từ đâu có vô số quả bom khói từ hư không bay tới, hai người nhanh trở nên yếu ớt và ngồi bệt trên mặt đất. Không ngờ kẻ phản diện lớn nhất lại chính là Thịnh Danh. Mọi chuyện đều là do anh ta lên kế hoạch. Thịnh Danh đã cho thêm bột sụn vào bom khói, nhân lúc Thịnh Hàn mất hết sức lực, em trai đã dùng vũ lực cưỡng ép lấy Từ Dẫn. Nhưng Thịnh Hàn ôm chặt lấy Từ Dẫn không chịu buông tay, có điều anh đã không còn sức lực nên cuối cùng vẫn bị đẩy ngã. Đại ca vẫn nên giữ chút sức lực để làm chủ hôn cho bọn ta đi. Cứ như vậy, Thịnh Hàn chỉ có thể trơ mắt nhìn vợ mình bị em trai đưa đi. Sau đó Thịnh Hàn bị trói vào ghế, Từ Dẫn nhìn thấy Thịnh Hàn thì chạy về phía anh. Điều này đã khiến em trai tức giận nên ra lệnh cho thuộc hạ dùng dao đâm vào chân Thịnh Hàn, còn cố ý xoay một vòng trên vết thương của anh trai. Từ Dẫn không chịu được cảnh Thịnh Hàn bị hành hạ như vậy nên đã đồng ý kết hôn với Thịnh Danh. Nhưng Từ Dẫn cũng không cam lòng như vậy, nhân lúc uống rượu cô đã hất ly rượu lên mặt hắn ta. Sau đó rút chiếc kẹp tóc trên đầu đâm mạnh vào ngực Thịnh Danh, Từ Dẫn tưởng đã giết chết được hắn ta, ai ngờ Thịnh Danh không hề hấn gì. Hóa ra Thịnh Danh đã mặc áo giáp bên trong, vì thế hắn ta đã túm cổ Từ Dẫn, còn Thịnh Hàn cũng bị thuộc hạ hung hãn đâm một nhát vào ngực, trong tuyệt vọng Từ Dẫn đành chấp nhận cho hắn thao túng. Bái đường đã làm, rượu dao bôi cũng đã uống, bước tiếp theo nên làm gì đây? Chúng ta hãy chơi trò kích thích một chút đi. Tiếp theo Thịnh Danh để anh trai nhìn vợ mình cùng hắn động phòng, và để Từ Dẫn nghe lời, thậm chí hắn còn đầu độc anh trai. Muốn cứu hắn phải không? Dùng thân thể của nàng lấy lòng ta đi. Cởi. Để cứu Thịnh Hàn, Từ Dẫn đành phải ngoan ngoãn nghe lời hắn ta, bắt đầu cởi quần áo,
còn anh trai muốn hắn ta buông tha cho vợ mình thì phải quỳ xuống van xin hắn, nếu không hắn sẽ làm nhục Từ Dẫn. Trong tuyệt vọng, Thịnh Hàn đành phải quỳ gối thấp giọng cầu xin em trai buông tha cho vợ mình, không ngờ hắn ta vui mừng lại thật sự tha cho Từ Dẫn. Ngày hôm sau, em trai bắt chước nét chữ của Thịnh Hàn, ép buộc anh trai ký vào chiếu thư từ bỏ chức tướng quân giao binh quyền cho hắn. Và Từ Dẫn không muốn Thịnh Danh làm khó anh trai nữa, nên đồng ý giúp hắn ta tìm hồ phù. Vì vậy Thịnh Danh đã lấy những di vật của bố cô để lại cho cô tìm kiếm manh mối. Sau một hồi tìm kiếm, Từ Dẫn quả nhiên đã tìm thấy một mảnh giấy trong trang sách. Từ Dẫn sau khi đọc nội dung trên đó thì nhanh chóng giấu nó đi, sau đó nói dối rằng cách khởi động hồ phù cần phải có một loại thuốc đặc biệt. Không ngờ Thịnh Danh tin điều đó, thực sự điều chế cho cô một loại kem dưỡng da để lau người. Nhưng ngay sau đó hắn ta đã nhận ra có gì đó không ổn, lập tức cầm cuốn sách lên xem, một lúc sau đã phát hiện một mảnh vải ghi chú được kẹp giữa các trang sách. Hắn mở ra xem thì phát hiện cách mở hồ phù, hóa ra là hai vợ chồng động phòng với nhau. Vì vậy hắn ta không thể chờ đợi được nữa liền ép buộc Từ Dẫn ngủ với mình, nhưng Từ Dẫn cũng không phải là người dễ đối phó. Cô liền lặng lẽ đâm kim mê hồn vào người Thịnh Danh, quả nhiên Thịnh Danh lập tức rơi vào ảo giác. Anh ta cười nói một mình nghĩ rằng bản thân đã đạt được mục đích với Từ Dẫn. Nhân lúc đó Từ Dẫn đã lên giường với Thịnh Hàn. Quả nhiên sau khi ngủ với chồng, hồ phù trên ngực Từ Dẫn đã hoàn toàn lộ ra và điều tiếp theo cô cần phải làm là giải độc cho Thịnh Hàn càng sớm càng tốt. Tuy nhiên thuốc giải đã bị chính cô ăn khi bị bắt gặp nên cách duy nhất bây giờ là sử dụng phương pháp truyền máu để chất độc trong cơ thể Thịnh Hàn dẫn vào trong cơ thể Từ Dẫn thì mới có thể giải sạch hoàn toàn. Vì vậy cô đã lợi dụng lúc chồng mình hôn mê, tự cắt cổ tay của mình để thay máu cho Thịnh Hàn. Sau khi giải độc cho chồng, Từ Dẫn một mình đi tìm Thịnh Danh và nói với anh ta tin tức rằng hồ phù đã xuất hiện. Thịnh Danh nghe được tin tức này còn tưởng là mình cùng Từ Dẫn đã động phòng nên rất vui mừng. Nhưng mà hắn làm sao có thể ngờ tới chính mình vừa bị trúng mê hồn kim, nên đó chỉ là một giấc mơ trống rỗng. Khi biết cô đã viên mãn với Thịnh Hàn, hắn ta tức giận đến mức muốn giết chết Từ Dẫn, nhưng cô không sợ chết chút nào, bởi vì một khi Từ Dẫn chết hồ phù sẽ hoàn toàn biến mất. Nếu hắn ta muốn lấy được hồ phù như vậy, Từ Dẫn quyết định thỏa mãn nguyện vọng của anh ta, vì vậy cô đã tự lấy dao rạch bùa hồ phù cho hắn. Sau khi có được hồ phù, Thịnh Danh nghĩ rằng cuối cùng mình đã có được tất cả những gì mình muốn. Nhưng thật bất ngờ hồ phù trên da người đột nhiên biến mất. Sao lại như vậy? Bản thân Từ Dẫn ta chính là hồ phù, chỉ cần rời khỏi thân ta thì nó sẽ đi theo miếng da mà biến mất. Thịnh Danh thấy mình không lấy được hồ phù nên nổi cơn thịnh nộ muốn giết Từ Dẫn, nhưng lại đột nhiên lên cơn đau thắt ngực. Từ Dẫn cũng nhân cơ hội này đã kích hắn ta. Ngay khi Thịnh Danh định giết Từ Dẫn một lần nữa, Thịnh Hàn đã dẫn lính đến ngăn cản kịp thời. Thấy mình đã hoàn toàn thất bại, Thịnh Danh vội vàng bò đến van xin anh trai tha cho mình. Có điều Thịnh Hàn không hề muốn giết anh ta, nhưng hắn lại muốn đánh lén anh trai, thế nên lính gác ở bên cạnh đã cắt cổ em trai không thương tiếc. Tên Niu Mô cuối cùng đã có kết cục như thế này, và lúc này Từ Dẫn cũng không còn chống đỡ nổi cơ thể bị thương nữa, cuối cùng ngã vào vòng tay chồng. Do mạch máu của Từ Dẫn đã bị tắc nghẽn nghiêm trọng nên cô đã hôn mê và cũng không biết đến năm nào tháng nào sẽ tỉnh lại. Tuy nhiên dưới sự chăm sóc cẩn thận của chồng, vợ đã sớm tỉnh lại. Và thế là cả hai từ đó có một cuộc sống yêu thương như một cặp vợ chồng bình thường.